Chào các bạn, à, hôm nay mình sẽ đến với một số các cái video đầu tiên về phân tích các cái bài cụ thể của NHG và dạng bài đầu tiên mình sẽ học đó là Nayo Likai là cái hiểu nội dung của bài à, Các cái dạng bài trong GPT thì nó sẽ có một số các cái dạng cơ bản và mình sẽ đi theo các cái dạng bài và lấy các cái bài phân tích theo các cái dạng bài đó để cùng phân tích với các bạn À, thì trong cái quá trình đọc thì ngoài cái việc là tìm hiểu về các cái dạng bài cái cách mà trả lời câu hỏi và mình cũng sẽ học thêm cái cách mà phân tích câu à, cũng như là dịch xem như nó như thế nào à, rồi từ đó mình sẽ rút kinh nghiệm trong cái quá trình đọc các cái bài đọc hiểu của mình sau này hôm nay mình sẽ đến cái bài này bài này thì đã được mình gửi cho các bạn à, tham khảo và làm bài trước rồi Uh, nên là chúng ta sẽ nhớ là uh, làm trước khi xem đáp án nhé đây là cái nội dung chữa của mình và mình sẽ cùng phân tích các cái câu để cùng đọc dịch nó nhé Seika shiugi gata chinkin sero to niu suru kigyo ga fuete iru ga Seika shiugi ni tsuite no gokai ga ouku Kaite konran ga sojite iru mình sẽ thấy một số các cái từ cần chú ý ở đây thứ nhất đó là cái từ tô new tô new ở đây nó dùng trong trường hợp là áp dụng các cái chính sách các cái chế độ thì nó sẽ dùng cái từ tô new này tiếp đến là ga fuete được cả là các cái doanh nghiệp đang áp dụng các cái chế độ đấy thì đang tăng lên thế nhưng mà làm sao thế nhưng mà ô cự thì mình sẽ thấy cái dạng kết lửng ở đây khi mà thấy dạng kết lửng thì là mình sẽ hiểu là cái câu của mình nó đang có hai ý và người ta muốn nối hai ý lấy lại với nhau thành một câu À, thì cái ý đầu tiên là ốc cự và cái ý thứ hai đó là là, là phát sinh các cái côn lan À, và mình khi mà dịch thì các bạn để ý vào các cái dấu phẩy đúng không Thì khi mà đọc theo uh, đoạn văn ấy thì mình cũng sẽ để ý vào các cái dấu phẩy đấy Và mình sẽ chia và ngắt đoạn sao cho nó hợp lý Thì bây giờ chúng mình ở cái trình độ là energy rồi Nên là chúng ta sẽ chỉ phân tích những cái nào mà nó nổi bật thôi đúng không ạ Thì ở đây nó chính là gì Các cái doanh nghiệp mà đang áp dụng cái chế độ tiền lương Theo cái hình thức uh, uh, chủ nghĩa kết quả ấy Thì nó đang tăng lên thế nhưng mà cái gokai là cái sự nhầm lẫn trong cái chủ ngữ thành quả hay là cái chủ nghĩa thành quả này thì nó vẫn còn nhiều cái sai lầm và ngược lại thì thậm chí là nó còn đang gì sojiteru là nó còn đang uh, rất là dối rắm, con lan ở đây thì mình còn dịch là dối rắm này hỗn loạn này hoặc là bối rối này đúng không có là phát sinh những cái nhầm lẫn và những cái bối rối sau ino hatarakiによって賃金の額に差をつければ全体の人件費は増えるのがふつうである. để bà đây là tạo cái sự khác biệt này. Cái gác cự đây là có cái sự khác biệt trong cái số tiền lương uh, bởi cái hataraki là cái vai trò. Cái hataraki ngoài cái nghĩa là làm việc ra thì còn có nghĩa là vai trò là nếu như mà có cái sự sai khác hoặc là có những cái sự tranh lệch về số tiền lương uh, do cái vai trò của nhân viên uh, thì uh, cái số tiền uh, nhân công hay là cái phí nhân công uh, về tổng thể thì nó cũng sẽ tăng lên thì cái nô gạ phút sư đế đự thì cái việc này nó cũng là một cái việc hết sức bình thường thì khi mà dịch một cái câu giống như cái bài đầu tiên, mình có chia sẻ với các bạn là luôn luôn nhìn ở cuối câu xem là cái câu đấy nó là câu danh từ, câu động từ hay câu tính từ thì mình sẽ thấy cái từ phụ từ để ở đây nó chính là danh từ. Vậy là a quá vì để sự A là B, là danh từ A là danh từ B Vậy cái nô gá ở đây nó chính là cái chủ ngữ chính Và tất cả cái sao, chứ kê để bà Và cái phuê rự đây nó sẽ chỉ bổ nghĩa cho cái gá này thôi Vậy mình sẽ dịch từ cái gá này là chủ ngữ cho hết đến Từ đầu câu cho đến gá này là chủ ngữ Còn phuê rự ở đây nó chính là cái danh từ Hay còn gọi là cái... Uhm, uh, uh, câu danh từ đúng không thì mình sẽ dịch a là b a là cái gì là cái việc đúng không cái việc mà mình có cái sự uh, chênh lệch về số tiền lương uh, tùy thuộc vào cái vai trò của nhân viên uh, và cái phí nhân công uh, của tổng thể của mình nó cũng sẽ tăng lên ấy thì cái việc đó là một cái việc hết sức là bình thường uh hi no tame, hi ni teo được ở đây nó là nếu như mà mình phải động tay này đúng không động tay động chân ấy kiểu vậy nếu như mà mình phải động tay động chân vào cái phí nhân công để mà cắt giảm về mặt kinh tế thì chỉ có hai cái cách để mà thực hiện ta giữ nó hô hộ này. đó là sain gen tài no kyu leono suizuno ageruka sain su o herasu sika này là k là một sika này là hai có là một trong hai cái cách đấy thôi một là mình sẽ phải giảm cái cái uh, tiêu chuẩn uh, lương bổng uh, của toàn thể nhân viên hoặc là mình sẽ phải giảm cái số lượng nhân viên chỉ có cái hai cách đấy đấy uh, để mà mình được là mình động tay động chân hoặc là mình sẽ dính líu mình sẽ uh, can thiệp đúng không mình sẽ can thiệp vào uh, cái phí uh, nhân công để mà cắt giảm về mặt kinh tế về mặt uh, tài chính ấy, thì nó chỉ còn hai cách đấy thôi 人件費をカットしなければならないとしたら、それは経営の方法に問題がある倉庫なのである。 thì mình sẽ thấy là soko nanode là câu danh từ rồi đúng không? có lẽ đó là cái bằng chứng gì đó. bây giờ mình sẽ nhìn vào các cái cấu trúc câu là nimo kakara dự và tostara thì wa. ở đây mình bắt gặp một cái cách thức rất là hay gặp đó là wa là, là đại từ chỉ thị nó sẽ thay thế cho cả cái cụm đằng trước hoặc là thay thế cho cả cái chủ ngữ ở trước và mình sẽ thấy ở đây nó chính là thay thế cho toàn bộ cái 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 ý từ cái ipanteki cho đến tostara Nimo Kakara dự ở đây là mặc dù đúng không ạ? À, mặc dù là như thế nào như thế kia à, tiếp đến là tố ra là nếu giả dụ khi mà đưa ra cái ví dụ thì mình sẽ dùng cái cấu trúc này là nếu như mà đúng không à, thì ở đây là nếu như mà mặc dù là đúng không mặc dù nó là đế á đự dự á dự ở đây nó chính là nhấn mạnh cho đề xịn đúng không nhưng mà khi mà mình muốn chuyển sang cái dạng động từ để mà nó nối với lại cái ni mố la dự đằng sau thì thành là đế á đự và nó sẽ nhấn mạnh cho cái từ sư dân này là cái tiêu chuẩn này Có là mặc dù dù đấy là cái tiêu chuẩn lương uh, rất là ipantiki là rất là thông thường, mờ và nó uh, khá là phổ biến. Nhưng mà chúng ta lại phải sinakire là phải cắt bỏ đi cái uh, chi phí nhân công này thì cái cái điều đó cái điều đó là cái việc mà chúng ta phải cắt giảm cái chi phí nhân công cho dù là cái chi phí nhân công đấy nó là cái tiêu chuẩn chung cái mặt bằng chung của lương thì cái việc đó nó chính là cái xô cụ nano đế đự và nó chính là cái câu danh từ ở đây đó chính là cái xô cụ là cái căn cứ hay là cái cơ sở cái bằng chứng uh, rằng là cái phương pháp kinh doanh của mình đang có vấn đề mình ở đây mình gặp bắt gặp là ní cộng với a đự đúng không trong cái gì có cái kia có là kê hô đài a cụ nano a là có cái bằng chứng cho rằng là mình có cái vấn đề trong cái phương pháp kinh doanh như vậy À, thì cái sô đê hóa thì bao giờ cũng thế Khi mà mình thấy sô đê hóa thì chắc chắn kết thúc cái câu đấy nó phải là danh từ Bởi vì là sô đê hóa nó là cái đại từ chỉ thị để chỉ cho vật mà Cái nọ cái kia thì chắc chắn là kết thúc của mình nó phải là danh từ Thế nên là khi mà các bạn viết văn cũng như vậy Chúng mình đừng có để sô đê hóa mà lại kết thúc nên là động từ Thì nó sẽ là bị sai Phải là sô đê hóa thì chắc chắn là phải kết thúc là à, danh từ Hoặc là mình phải chuyển cái động từ đấy nó thành danh từ hóa thì nó mới chuẩn được bây giờ cái câu hỏi của mình là gì là cakushinitsutenokukai to được gà to được gà đây là có cái câu gạch chân như thế thì là ý nghĩa của nó là gì thì để làm được cái bài này mình cần phải hiểu nội dung từ đầu cho đến cuối và mình sẽ đọc đọc theo mạch văn Uh, thứ nhất là các bạn thấy là cái đoạn mà sai no hataraki ni cử te no ni sao chuke de ba là cái đoạn mà người ta đang nhắc tới cái se ka shugi này nó liên quan tới cái gì nó chính là liên quan tới cái vấn đề là jin ken là cái phí nhân công À, cái phí nhân công này thì là nó chỉ có hai cách để mà à, thay đổi tê o kê được hai cách để mà mình động tới cái phí nhân công này thôi một là giảm cái tiêu chuẩn lương có là giảm cái bề mặt lương xuống giảm cái 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 số tiền lương tiêu chuẩn xuống hai là mình giảm cái số lượng người ấy, đi Uh, thì uh, nó sẽ kết thúc bằng một cái câu là gì là nếu như mà tố star nếu như mà cái tiền lương của mình cái mức độ tiêu chuẩn hay là cái mặt bằng lương đấy là cái mặt bằng lương rất là uh, chung ipanteki uh, mà mình vẫn phải cắt về cái giảm về mặt chi phí lương như thế thì là nó sẽ có vấn đề trong về mặt quản lý nên là cái điều mà người ta đang nói ở đây là gì là có cái sự nhầm lẫn về cái chủ nghĩa này Eh, số những cái công ty mà thay đổi áp dụng cái chế độ lương à, nó tăng lên nhưng mà mọi người đang bị nhầm lẫn thậm chí là mọi người còn đang cảm giác rất là bối rối à, bởi vì rằng là cái vấn đề của mình ở đây nó gì nó vấn đề ở đây của mình đó là à, khi mà cái mặt bằng lương của mình nó 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 giống nhau nó ipanteki mà mình vẫn phải đi áp dụng cái chế độ lương như thế đúng không mình phải đi cắt dọ mình phải đi cắt bỏ cái cái chi phí về lương và nhân công như thế thì cái vấn đề ở đây nó phải là cái ke no ho ho ni mong ga đự chứ không phải là cái vấn đề là áp dụng cái chế độ uh, kin này cái áp dụng cái chế độ gọi là lương này, lương lậu này nên là trong bốn cái đáp án ở dưới đây thì cái đáp án số 4 là cái đáp án gọi là đúng đắn nhất là gì là cái sự nhầm lẫn ở đây nó chính là cái sự nhầm lẫn trong cái việc gì trong cái việc mà mình áp dụng cái chế độ lương đấy nhưng cái vấn đề thì nó lại nằm ở cái kê nó hô hô cơ đúng không nên là ở đây nó chính là gì đấy c cả siu te kê nó hô hô kaizen đấy cái được tội căng được có tội là ý rằng là đó là cái cách suy nghĩ là chúng ta có thể cải tiến hoặc là cải thiện được cái phương pháp kinh doanh bằng cái chủ ngữ chủ nghĩa tiền lương có là chúng ta có thể giảm lương rồi chúng ta có thể giảm số người là có thể uh, áp dụng cái chế độ lương đấy bằng cách giảm lương rồi giảm nhân viên là sẽ có thể um, gọi là kinh doanh được tốt đúng không nhưng mà trên thực tế thì nó không phải như vậy bây giờ mình sẽ nhìn cái một hai ba là cái gì sai nào

À, được cái mặt bằng lương của tổng thể nhân viên bằng cái chủ ngữ chủ nghĩa kết quả thì đây các bạn nhìn này à, cái này nó chỉ nêu ra một cái ví dụ ở trong bài thôi đó là người ta nói rằng là có hai cái phương pháp để mà động chạm tới cái tiền lương giảm về mặt kinh tế về mặt à, à, tài chính là một là giảm lương hai là giảm về số người đúng không? Nên người ta đang đưa ra hai cái option. Nên nếu như mà trong cái câu này của mình ấy nó lại chỉ đưa ra mỗi một option thôi là cái tiền uh, tiền lương tiêu chuẩn hay là mặt bàn lương tiêu chuẩn ấy thì nó đang bị thiếu và nó không phải là cái ý mà tác giả cái cái phần Gokai này người ta đang muốn nói đến muốn muốn nói tới. Thì khi mà mình làm trong một cái câu đọc hiểu GPT thì nếu như mà cái câu đáp án của mình nó chỉ nêu ra một khía cạnh này một ví dụ này hoặc là một cái luận điểm nào đấy trong rất là nhiều cái luận điểm mà được đưa ra trong bài thì mình để ý cẩn thận xem là nó có phải là cái ý mà người ta đang muốn nói tới hay không hay là nó có phải là cái ý của tổng thể của cái bài đấy hay không thường thì là những cái ý mà nêu ra ví dụ này nêu ra cái một luận điểm để chứng minh cho một cái gì đó này thì nó chỉ là cái ví dụ để giúp cho mình hình dung ra được vấn đề thôi nó không phải là cái đáp án về cái điều mà người ta đang muốn nói đến. Tiếp đến là gì C cả siêu giniote sai no kazu o được là cái cách suy nghĩ là giảm cái số nhân công hay là số nhân viên bằng cái uh, chủ nghĩa kết quả thì cái này nó cũng lại là cái khía cạnh thứ hai đấy. Một là giảm lương, hai là giảm người thì đây là một trong hai cái khía cạnh đấy thì nó vẫn là sai. Tiếp đến là gì là cái cách suy nghĩ là giảm cái phí nhân công bằng cái bằng cái 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 kết quả lao động à, bằng cái chủ nghĩa à, kết quả này đúng không thì cái này cũng lại tiếp tục là à, giảm phí nhân công thì nó giống như là à, cái giảm cái tiền lương ở bên trên này thôi cái cách diễn đạt nó khác nhau thôi nên là cái 1 2 3 nó đang nêu ra một trong hai cái điều mà người ta đang nhắc đến về cái cách để mình có thể tê ố chứ kê đự vào cái cái phí nhân công nên đáp án 1, 2, 3 nó đều loại cả mình chỉ còn cái đáp án số 4 thôi là cái đáp án mà nói về cái sự sai lầm trong cái cách ứng dụng của cái chủ nghĩa uh, kết quả này của mình uh, đó là cái nội dung của bài ngày hôm nay